Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Giáo, giáo viên chuyên môn tiếng Nhật của Trung tâm Đào tạo tiếng Nhật trực tuyến Edura. Ở bài ban này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và học về cách giới thiệu bản thân trong tiếng Nhật nhé. Mục tiêu của bài này gồm: thứ nhất, giúp các bạn biết cấu trúc bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật. Thứ hai, các bạn có thể biết cách giới thiệu bản thân phù hợp đối với từng đối tượng khác nhau. Thứ ba là các bạn có thể tránh được những cái lỗi sai thường gặp khi mà chúng ta giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật. Và sau đây sẽ là một số từ vựng có thể dùng trong bài ngày hôm nay nhé. Các bạn hãy cùng mình và Sumo Edura đọc qua một lượt nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ đọc ngôi xưng hô. Watashi. 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 Watashi tachi. Watashi tachi. Watashi tachi. Anata. 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 Và tiếp theo là chúng ta sẽ vào cái phần là hậu tố mà khi chúng ta gọi tên người khác. Đối với hậu tố mà dùng để gọi tên người thì chúng ta sẽ sử dụng tên cộng với san. Ví dụ như là Mita san. 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 Hậu tố được dùng để gọi tên người con trai mà kém tuổi hơn mình thì chúng ta sẽ dùng là tên cộng với kun. Ví dụ như là Yamada kun. 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 Còn đối với con gái mà kém tuổi hơn mình thì chúng ta sẽ sử dụng hậu tố là chàng, tên cộng với chàng. Ví dụ như là Sakura chàng. 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 Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một số từ liên quan đến nghề nghiệp trong tiếng Nhật nhé. Sensei. 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 教師教師教師学生学生会社員会社員会社員銀行員銀行員銀行員医者医者医者エンジニアエンジニア エンジニア 看護師 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 và cuối cùng là 店員 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 và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một số từ vựng liên quan đến địa điểm và đất nước nhé. Ví dụ như là 大学 大学 đại học, 会社, 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 病院, 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 銀行, 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 ベトナム, 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 中国, 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 日本 アメリカ イギリスタイ インドネシアシンガポールインドカンボジアvà sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số từ vựng là thường gặp khi mà chúng ta giới thiệu về bản thân nhé. Ví dụ như là はじめましてはじめまして。どうも。どうも。どうも。どうも。よろしく。よろしく。よろしく。よろしく。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。はい。はい。
いいえ。Tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau học về phần ngữ pháp nhé. Ngữ pháp đầu tiên, chủ ngữ cộng của cộng với tên, tuổi, nghề nghiệp, lịch sử. Ví dụ như là Watashi wa Sakura desu, có nghĩa là tôi là Sakura. Ở mẫu câu thứ hai, chủ ngữ cộng wa cộng với tên, tuổi, nghề nghiệp, de wa za arimasen. Ví dụ như là Watashi wa hatachi de wa za arimasen, có nghĩa là tôi không phải là 20 tuổi. Ở mẫu câu thứ ba thì sao nhỉ? Đó chính là chủ ngữ cộng wa cộng với tên, tuổi, nghề nghiệp, desu ka. Ví dụ như là Yamada-san wa kakusei desu ka? Có nghĩa là anh Yamada có phải là học viên, học sinh không? Đối với mẫu câu thứ tư, đó chính là danh từ 1 là danh từ địa điểm nơi làm việc cộng với no cộng với danh từ 2 là nghề nghiệp. Ví dụ như là Edura Nihongo Online Center no kyoushi desu. Có nghĩa là tôi là giáo viên của trung tâm học tiếng Nhật online Edura. Còn mẫu câu cuối cùng là mẫu câu thứ 5, đó chính là nani nani kara kimashita. Ví dụ như là watashi wa Nihon kara kimashita, có nghĩa là tôi đến từ Nhật Bản. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau đi luyện tập. Các bạn hãy cùng nói lại với mình nhé. Domo. 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 Hajimemashite. 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 Và lưu ý là khi chúng ta giới thiệu như vậy, chúng ta không nên dùng từ konnichiwa bởi vì nghe nó không được tự nhiên nhé. Vào phần giới thiệu bản thân cơ bản, các bạn có thể tham khảo những cấu trúc dưới đây nhé. Ví dụ như là tên cộng với desu, ví dụ Sakura desu, có nghĩa là tôi là Sakura đối với trường hợp bình thường. Còn đối với trường hợp lịch sự hơn thì chúng ta dùng tên cộng với tomoshimasu, Sakura tomoshimasu, tôi tên là Sakura. Và khi chúng ta muốn giới thiệu về nghề nghiệp thì chúng ta sẽ sử dụng là danh từ chỉ địa điểm nơi làm việc cộng với no cộng với nghề nghiệp. Ví dụ như là Uniqlo no saiin desu, có nghĩa là tôi là nhân viên của Uniqlo. Và cuối cùng là tên nước karakimashita đối với trường hợp đặc biệt. Còn đối với trường hợp lịch sự thì chúng ta sẽ sử dụng là kara mairimashita. Ví dụ như là Vietnam kara mairimashita, Vietnam kara kimashita. Và lưu ý là khi mà giới thiệu về bản thân ý, thì người Nhật không hay nói về tuổi thì các bạn cũng không cần phải giới thiệu về tuổi. Tiếp theo là không cần phải giới thiệu về thông tin cá nhân quá là chi tiết. Và cuối cùng là chúng ta sẽ không cần phải sử dụng từ watashi khi mà giới thiệu về bản thân, bởi vì khi đấy ai cũng biết rằng bạn đang giới thiệu về bạn. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là cách mà chúng ta muốn giới thiệu một ai đó, chúng ta có thể tham khảo nhé. Minasan gosoukai shimasu. Kochira wa tên cộng với san desu. Ví dụ như là kochira wa Yuta san desu, có nghĩa là đây là anh Yuta. Còn tiếp theo là về phần lễ kết, thì đối với trường hợp mà thân thiện và bình thường chúng ta có thể nói là yoroshiku. Hoặc là trường hợp lịch sự hơn ý, thì chúng ta có thể sử dụng là yoroshiku onegai shimasu. はじめまして。私はザオです。エデュラ日本語オンラインセンターのキヨシです。ベトナムから参りました。よろしくお願いします。どうも、はじめまして。スモと申します。東京のスモです。日本から来ました。
よろしくお願いします。Và vâng, hôm nay chúng ta đã kết thúc bài học ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tôi là mong là cái video này giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Nhật. Và các bạn hãy chờ đón những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Arigatou gozaimashita. Sayonara.